Fukuoka. Và đây là quang cảnh ở nhà ga Kata City. Đây là khung cảnh ở phía trước này. Này là cảnh thành phố phía đối diện. Trước của nó các bạn thấy là ở Nhật người ta đi bộ rất là nhiều, người ta không có, chủ yếu người ta di chuyển chủ yếu là đi bộ, đi xe đạp và tàu điện, không là đi xe hơi, không phải như ở Việt Nam chúng ta. Giờ mình sẽ đi vô bên trong nhà ga nha các bạn. Bên trong á, khu vực bên trong á không có được quay nhiều đó, cho nên là bây giờ mình sẽ trở ra ngoài. Các bạn hãy ngắm lại cái cảnh phía trước.
mà có đèn tín hiệu xong thì tất cả mọi người đều qua đường hết nha. Ở đây thì người ta rất là tuân thủ theo luật giao thông, cho dù là đi bộ. Xe để mà đi tiếp, đi đến đó còn khoảng vài tiếng đồng hồ nữa.